Chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự địa phương của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh huyện An Minh. Chương trình hôm nay có những nội dung như sau. Huyện An Minh phát hiện xe tải chở người về từ vùng dịch. Thưa quý vị và các bạn, vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 22 tháng 9 năm 2021, tại chốt liên ngành phòng chống dịch bệnh thuộc tuyến hành lang ven biển phía Nam, địa phận ấp Bảy Sáng, xã Đông Hòa, huyện An Minh, trong lúc lực lượng đang làm nhiệm vụ tại chốt, thì phát hiện xe tải mang biển kiểm soát 62C051.52 đi vào địa bàn huyện An Minh có biểu hiện nghi vấn. Lực lượng làm nhiệm vụ đã tiến hành cho dừng xe và kiểm tra. Qua kiểm tra, tài xế tên Trần Hoài Nhân, sinh năm 1990, có hộ khẩu thường trú tại số 146/3, ấp 3, xã Hòa Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Long An. Đi cùng trên xe còn có Nguyễn Văn Khanh, sinh năm 1990, hộ khẩu thường trú tại ấp Chính Sáng, xã Đông Hòa. Thông tin ban đầu của tài xế Trần Hoài Nhân cung cấp cho lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt, xe di chuyển từ huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đến địa phận huyện An Minh để chở hàng. Tuy nhiên, có những biểu hiện lạ và dấu hiệu nghi ngờ, lực lượng buộc tài xế cung cấp địa chỉ nhận hàng để tìm hiểu. Qua xác minh vụ việc thì không đúng với những gì tài xế Trần Hoài Nhân đã cung cấp. Qua đấu tranh khai thác, tài xế Trần Hoài Nhân thừa nhận anh Nguyễn Văn Khanh, sinh năm 1990, có hộ khẩu thường trú tại ấp Chính Sáng, xã Đông Hòa, làm thuê tại Long An bị mất việc do ảnh hưởng của dịch bệnh, gặp rất nhiều khó khăn nên đã thuê xe tải từ Long An về quê với giá 2,5 triệu đồng. Qua test nhanh, cả hai trường hợp đều âm tính với SARS-CoV-2. Cả hai trường hợp nêu trên đã được đưa đi cách ly tập trung và tiến hành củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật. Chống dịch Covid-19 trong tăng cường giãn cách xã hội. Tuân thủ nghiêm 5K. Thực hiện nghiêm giãn cách xã hội, ai ở đâu ở đó. Cách ly người với người, nhà với nhà, xã với xã. Thực hiện nghiêm 5K khi phải ra khỏi nhà. Giữ khoảng cách, đeo khẩu trang, khử khuẩn, không tụ tập đông người, khai báo y tế. Được phòng thủ tại nhà. Cung cấp cơ bản lương thực thực phẩm, nhu yếu phẩm để người dân an tâm ở nhà. Đảm bảo an sinh xã hội tại nhà. Đặc biệt quan tâm tới gia đình có người nhiễm, người có hoàn cảnh khó khăn, nhóm dễ bị tổn thương. Thầy và thuốc tại nhà. Bảo đảm mọi người dân được chăm sóc y tế. Tổ chức trạm y tế lưu động tại các xã phường. Tổ chức tổ chăm sóc Covid dựa vào cộng đồng. Mỗi xã phường có thể tổ chức nhiều tổ y tế lưu động khác nhau để người dân được tiếp cận dịch vụ y tế. Để tổ chức quản lý chăm sóc người nhiễm tại các địa phương áp dụng cách ly, điều trị F0 tại nhà. Sơ cấp cứu ban đầu và phát thuốc điều trị bệnh mãn tính cho nhân dân. Test Covid tất cả. Thực hiện xét nghiệm toàn bộ người dân, đặc biệt là tại các địa bàn có nguy cơ rất cao hoặc nguy cơ cao để sàng lọc, phát hiện sớm người nhiễm, hạn chế lây lan cho cộng đồng và tổ chức chăm sóc người nhiễm phù hợp. Hướng dẫn người dân tự xét nghiệm dưới sự giám sát của nhân viên y tế hoặc đội ngũ tình nguyện. Thực hiện gộp mẫu cho một gia đình. Tiêm chủng tại phường xã. Tiêm vaccine phòng Covid-19 ngay ở xã, phường, tại trạm y tế, phòng điểm tiêm lưu động. Bố trí nhiều điểm tiêm cố định và lưu động tại các trạm y tế lưu động, các địa điểm gần dân nhất. Để người dân trong các nhóm đối tượng tiêm chủng, người không thể di chuyển ra khỏi nhà được tiêm vaccine phòng Covid-19 sớm nhất. Chiến thắng dịch bệnh là chiến thắng của nhân dân.